mà chờ tới mùa mà ở quê mình mà cái nước nó ngập đường cái là ráng nó cạch mấy cái mía mấy cỏ của cái đường anh em ơi, là nó quyên lại là anh em mình đi soi là nhiều hấp dẫn lắm. Rồi em thắng cái chó ngáp phải rồi. Chó ngáp phải rồi. Chó ngáp phải rồi. Chê 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 chê. Hay quá hay quá. Hay quá. Từ 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 đi. Anh em đâu? Ôi. Thôi thôi. Rồi hello chào anh em. Tối nay ở quê mình bắt đầu mưa lớn rồi anh em ơi. Hôm nay anh em mình sẽ quyết định đi soi đêm xem thử có một ít gì không để anh em mình về làm thật. Có thằng cu em đây là ở sát nhà mình nè, ở Sài Gòn mấy về chơi định. Dạ em về cha. Cu em ở sát nhà mình như cu Hiệu luôn, mấy anh em hàng xóm anh em ơi. Anh em mình qua đây. Mấy anh em mình sẽ xem thử xoay ban đêm thử có chuột có rắn có cáp có nhái gì. Anh em mình có con nào thì anh em mình sẽ lượm con nấy. Anh em mình hôm nay xem cái này anh em thấy quay tí nhiều tính nợ. Anh em mình để xem tối nay có được một ít gì đó để anh em mình trời mưa lạnh anh em mình về ăn khuya, về bên bếp lửa nữa đi vào anh em mình giờ kiếm một ít gì ăn khuya. Rồi bây giờ không để mấy anh em chờ lâu nữa, anh em mình sẽ tiến hành đi xoay nha anh em. Đây từ từ. Tù. Đến tàu á, tàu á. Chắc nữa. Bự. Ui. Con này về nước á. Con này nước sải. Mập cho anh em. Ui. Con này chống cỡ 2 lạng, 2 3 lạng. Chắc nổi luôn anh. Ôi. Anh em. Cỡ đây mà anh em mình kiếm tấu này kiếm cả tầm cả chục con là đủ bữa rồi anh em ơi. Tầm chỗ có chục con. Sợ không có gì. Làm cái chục con. Ui con này nó bị cục đuôi này anh em. Ôi con bự. Để hôm cỡ sai cái này nhiều đó này, bây giờ toàn là đầu sai nhỏ lâu mới thấy được sai lớn nha anh em ơi. Ui chắc lớn. Chục con. Quá đã. Quá đã. Nói gì nữa. Đi nữa đi. Quăng lo lốp nha. Bảo cầm coi sẵn bảo. Má thấy ráng liều. Đây. Anh em xem này. Con này ở phải bên tay gọi là ráng bông súng không ta? Từ từ quên. Một con này ăn ngon hơn cái nước nhiều anh. Con này trẻ. Con này như kháng có độc luôn. Không. Con này ăn ngon hơn cái nước nhiều anh. Con này thịt bao ngon luôn. Con này nó thịt nhiều mà xương nó mềm lắm anh em. Còn ráng nước thì xương nó cứng. Cái này mà anh em mà chờ tới mùa mà ở quê mình mà cái nước nó ngập đường cái là ráng nó cạch mấy cái mía cỏ của cái đường anh em ơi, là nó quyên lại là anh em mình đi soi là nhiều hấp dẫn lắm. Hai chú rồi. Hai chú hết cỡ nào mà được hai chú rồi. Ủa vô. Đồng lại bảo đi. Hôm nay đi chiều lắm. Anh em ơi, mình phát hiện một con cá lóc này anh em ơi. Đây. Con này chạy anh, con chạy. Con này chạy được. Ý nào. Con này qua sao? Ồ, chính là chính xác rồi, chính xác rồi. Cá lóc qua đĩa anh em ơi. Làm cá chiếc mèo luôn. Lóc qua đĩa hôm. Anh em mình định cỡ đây là cũng không thèm bắt đâu, mà anh em mình đi so đem kiếm con gì thì mình ăn con nấy. Chứ bây giờ mà che là không có gì để ăn á. Bảo mở bị bổ cho bảo ra để chụp cái bỏ lấy kia lấy cái đục này, lấy đục bỏ có đi, bỏ ráng đi. Rồi chúng mình bỏ kia đi để nó cầm nữa. Anh em giờ mình kiếm thử được bữa nay có con nào rồi. Má là có mập lên nó chạy luôn á. Đây mà tầm cỡ 15 20 ngày nữa anh em đi sâu cua dưới mấy cái ruộng đồng này nó bay bảy. Có một con đồng này anh em ơi. Đây. Đây thấy không? Chút xíu gì. Chưa. Đây. Nhổ quá. Từ. Trật rồi. Đây. Nó chạy rồi. Nhổ quá.
Nhâm nào? Chưa chưa chưa. Chưa đi biết rồi. Chưa nào? Nhỏ quá. Con cua, con cua bé cua luôn. Cua này, là con cua này. Rào chạy ra cho thoát. Chạy ra con sâu. Giờ có gì mình lấy đó luôn. Con cua này. Đây con cua đây. Ở đây mình đây. Có gì mình sang bằng tất cả. Cái gì mình ăn được là mình bán về chê, mình chê là không được à. Chê là không có gì nữa. Vô xem không được luôn. Cho đồng đi nè. Xíu xíu. Ở đây bơi. Ở đây thấy con gì không? Mình kêu kêu ọp 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 để thấy người là mình pha đèn là cái mét nó đỏ nè mày, nó thấy người luôn hợp mày. Ấy nó mời vô cái mùa giao phấu là nó lúc nào nó cũng đi một kẹp á, là mình gọi đèn là nó lúc nào nó hợp về phía dưới. Còn thử kiếm một con nặng không mày? đúng rồi. Ấy là ấy hầm nạm. Không, ấy hầm nạm cũng được anh. Ở đây phải không? Cái mùa sinh sản mình đi quay bắt mới đỡ nè mày, lúc nào là nó từng kẹp á. Bây giờ biết là mình kiếm thử con tạp con nào nữa không? Không, ông em quen đâu, không có đâu bác. Chạy rồi, đồ hai bên chân. Ở đây, đây à. Ui. Tạm ổn. Không, để bỏ ra, để nó đi đi. Tôi không bỏ vô chỗ cá luôn. Sớm phải được hàng rén. Một con cá lép với một cá rô với một ấy đi. Bảo bá chụp chuột. Sao mình liều với Bảo? Nãy chụp luôn. Rồi kéo đi Bảo. Bảo đi vậy? Liều mạng đây. Bảo là gọi đúng liều mạng luôn rồi. Ủa chuột mập. Đúng mập luôn. Chuột mập và cố luôn. Tiếp không mặc của ai kịp. Nó chạy là 300 giấy. Nó chạy với chân chụp luôn. Liều mạng. Con này nó kén rồi. Từ. Để mình bỉ rang mình bỏ tôi lưới với má nó quen cầm cái vỏ xuống rồi anh em ơi. Mình cầm cái vỏ xuống như đây để nó cắn rồi. Bỉ rang anh em. Rồi cắn rồi. Điều mạng đi, sợi súng rồi Bảo. Nét luôn. Ô mấy con kẹo quá trời luôn á. Để chuẩn bị, nào cũng biết được thêm con nha. Mình bán lưu, anh thấy như cái đầu nó lủi ra đây nè. Từ từ. Đây nè cái đuôi này mà nó đi vô bên hiểu, nó đi vô bên hiểu sao á. Em thấy gì luôn á. Coi anh chỗ nào ta? Mình má đây này, đây này. Mình thấy cái đuôi này mà. Cái mình đó này anh. Mình má thấy để mình bật nó quay. Ui, cái chuột. Trời, con chuột. Rồng nó mất tính luôn rồng. Con chuột đâu trong hang luôn. Bên này nè, cho đèn pin em nè, ở trên ha. Mình thấy chưa? Mấy đứa phò đèn anh thấy nhỏ quá thôi rồi anh má thấy cái đây nè em ơi. Còn nó nấp nãy nè anh thấy cái đuôi đó mày nè, đâm cái mình với đuôi nhỏ xíu rồi sao đâm anh má thấy nó nè kia mà mình quay cho anh em xem nè. Ê, đúng là lương, cái lương nhanh đầu hà đó. Lương gõ lên. Đục nước. Từ. Má thấy cái này nè. Cần nước ăn, nước rồi em. Mình má thấy lại cái mình quay để quay cho anh em xem. Ôi, cái gì mình giảm nước đi, nước nó bắt đầu nó đục rồi. Ui, uổng quá anh em ơi. Còn nước nữa. Ồ, đi rồi, mấy anh em thấy. Mình định là để quay cho anh em xem mà cái nó không ngờ là con chuột nó làm hết hồn á. Mất hồn luôn. Ồ, tiếc ghê lắm luôn. Rồi, ai mình đi tiếp đi. Ồ, uổng ghê lắm luôn. Mình thấy nó nằm vào đây nè. Mình qua đèn cho nó mất hồn đi. Coi chỉ cho con này có được to hơn con nãy. Để từ từ để nó có lát lành.
Nó đoàn nó ăn. Chính xác nha, không chạy. Đúng, nó chạy chạy vô đây. Chạy vô bên kia không? Nó chạy cũng chạy ra đây sao? Không có lùm nữa sao? Đúng không? Ở trong lùm đấy á. Đù nó lạnh quá. Thấy gì anh? Thấy liệu liệu rồi. Té liều liều rồi. Đây nè, hay quá. Hay quá. Toàn con nãy luôn. Muốn lạnh quá không? Má anh nhớ. Anh nhớ để được. Này thấy cái chĩa lại hại không? Thấy anh nhớ. Nhớ cái. Ừ, toàn con nãy. Ôi. À, bố 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 vô 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 chèo vô. Quá lợi hại. Ở đây thấy không? Hai bị lợi hại vô đây. Cái bọn chỉ lợi hại. Tử là nó quậy đục nước là bắt rồi chứ. Coi chèo chỉ kiếm chuột rồi. Bộ ở đây mà nước. Nước nó lớn à, bắt chuột đỏ luôn anh em ơi. Đây là nước bắt chuột là ba phê luôn. Nước này còn nhỏ quá. Còn nhỏ. Dù nó con nữa này phải chạy đầy bờ á. Mà nó còn nhớ hang á, nó chưa ngập hang được nó. Anh em hoàng nước đây nó cạn anh em. Chứ nó không có sâu, nước nó xếp này. Chưa đủ bữa được anh em ơi. Chưa đủ ăn à. Rồi. Cái chuyện quá lợi hại. Giờ kiếm thêm nè, ít chút chuột này. Chuột khô quá. Coi chỗ nào mà nước quần nó lớn xíu. Đi. Chuột lành nó bù chạy. Có con bảo điều bạn nó bắt ra chứ. Còn nữa mà. Thế mấy bữa đi lên đường toàn nàng ngủ trên cây không à. Mấy mình rút ra mà nước nó lên ta đầm. Đốt đốt. Nên đốt. Đốt. Ủa, chạy nhanh quá. Khổ bác ta. Úi cha. Bạn nhớ hàng đâu nó chạy mà. Có làm phép một cái. Ghim luôn. Rồi em phép một cái chó ngáp phải rồi. Chó ngáp phải rồi. Chó ngáp phải rồi. Chê. Hay quá. Hay quá. Từ đi. Ở đâu? Ôi, ôi nó, ôi, đây đây. Đây đâu kìa, gặp quá đừng ngay. Tắt luôn. Cho gặp phải rồi. Đúng vậy, đúng cái chân. Đúng cái chân. Cái đúng cái chân. Bụng cái đúng chân. Rồi ai quá gặp bà bố ơi. Mất chủ tịch quá đi cấp. Ủa chưa thật. Đậu quá đi cấp luôn à. Biển ra đây rồi. Mới nói vừa xem. Ghê đó. Ai là anh? Cỡ đố gì vậy? Phải không kim luôn hả? Không ngờ tới luôn á. Không ngờ mới nói ra. Không chạy á? Dạ. Không chạy bỏ đi. Hai mẹ lượm con nữa nè. Không có con. Không có là hai rồi. Không có em. Nãy là hên thế. Hên thôi. Chú mấy chân. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có lần hai nữa, dễ mà. Không, cái này khó. Khó là, em kim trúc cái mình đơn giản mà trúc cái chân này khó. Trúc cái này, trúc chân nó khó chứ. Đúng rồi, cái con, này, con gì này, anh này con gì. Nghe rượu này rượu, kim. Giờ chó gáp hết rồi. Thấy mẹ mắc. Không, anh này khôn hết. Ôi, khôn quá. Đồ em phải trúng cái nữa. Không được mình đi xuống đây mưa, cái mưa này là coi quá, mưa này bữa mình có chuột dưới đây không đâu. À, mưa rác mưa trên dưới này, mưa có mấy cái cây đó anh. Coi nè. Coi. Quá à. Đâu. Chuột quá trời luôn, nãy để thấy chạy đây nữa. Đục anh nào đâm cá đây. Đâm cá đây. Đâu đừng có phi được đâu. Mấy con coi lấy sạch bỡ. Lấy sạch bỡ hẹp nè. Quá trời lên.
À đây đây. Cái lão đẳng. Nó chạy. Nó chạy vô bụi khô khô phéo. Cái bắp. Trời ơi. Ô trời ơi. Chặt tay luôn chứ. Cổ quá, lần này mình cổ. Đây là cổ. Không nói là dễ phéo. Cổ không à. Đâu đâu có đợt đâu, đây mình đi ít nè. Đây đây cổ bên này. Thắng cái chân đẳng cấp. Chung hai thấy này mà nhiều lắm mà bữa nào mà nước nữa nước luôn đó đây đây u hai mươi con u nhiều chưa u đây 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 phéo nó phéo mình có phéo phéo chào anh phéo đây 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 qua ăn kem vừa có gì không chú kẹ ăn bảo qua kia bảo đây đây ô nó thấy chạy mấy con qua đây mình còn thứ hai chủ tịch tổ tài là còn được lần nữa không còn từ giờ chủ tịch cũng chạy thấy rồi ta má thấy chạy hai ba con này bữa mình đi đường nhiều lắm sao bữa mình đi chuồng nó chạy quá trời đu 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 chưa chuồng nó nhảy đó nó đâm cho tay đâu đảo liều quá sao không lỡ sáng bây giờ trúng đây không ủa hai ba con luôn ôi chưa có vô hai con tiêu à bên này nãy có một con nữa nè hướng chung được có ăn hai nè Ủa con này thiệt bự nè anh con. Vô hàng quay. Đạp ra quay. Cái bờ đấy đạp ra được á. Có kêu không? Bờ to quá. Ô, căng quá. Nó có hàng hết trơn. Anh ơi, tìm thấy không? Không để xảy như con trước nha anh. Đâu? Dính anh. Dính đâu. Một phát được lưu. Con này cũng được đó. Con này cũng được. Một phát được lưu qua đây ơi. Ấy. Ồ, anh em xem này. Một phát được luôn. Hàng ta chỉ hàng đâu nữa. Thôi chú Tịch. Chú Tịch. Quá đang cấp luôn. Chú Tịch phải thể hiện lại. Thôi chú Tịch. Phải nằm lặng nữa chứ. Mấy tiếng nữa. Chuột chạy nhanh quá chú Tịch ơi. Chuột chạy nhanh quá. Nãy là hay. Đập phát chiếu mạng này không? Đằng vô cái chân liền mà. Chân vẫn là... đăng cái chân nó đẳng cấp. Tù quá trời bán được anh em à. Em nghĩ có lần một không, có lần hai đâu chú Tịch. Giỡn chú Tịch. Phải tin tưởng. Chú sò thử có tung lương nào nữa không? Đóng quen. Mưa mà ít có dụng dữ đâu. Bỏ để chú Tịch. Nhảy qua chú Tịch. Gì bảo? Cua. Ui trời ơi. Ủa cái con gì đi? Đâu? Mấy bao nhiêu cây? Cây nào?
Ủa, chắc nó vô lại. Vô hang rồi, vô hang liền đó. Đó, đó. Đu, đu. Sao cái lại ta. Trời cứ làm. Cổ quá. Đấy, mà, đợt, này, này, nó bay cái chai này, anh nó bay cái chai này. Đúng, đúng. Chạy mất tiêu. Khôn quá. Bỏ trời luôn. Đây mà cái mưa quá. Cái bao lâu lâu là mình dễ xiên. Đúng 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 chạy chạy chạy. Chạy xuống quá. Khổ quá. Bây giờ chúng ta phải phém đi. Đây mà nước nó ngập mà. Ngập cái bờ nó ngon này. Phán không? Theo đoạn thằng vợ đúng không? Phán luôn. Phán cái. Phán cái. Đâu? Đó, trên cây, đúng không? Trên cây, đó nó chạy. Ừ, một xíu nữa. Xem nơi dính rồi, chúng ta đây. Đó, chúng ta chơi, chúng ta chơi, chúng ta chơi. Ôi, nó chạy quá trời luôn. Ủa, bên kia nó chạy quá trời luôn. Ủa nhiều quá anh em ơi. Không. Nè nè. Vô hàng. Vô hàng. Ta phải dụm lại con cái gì ra. Đây. Vâng. Quá chừng luôn. Anh ấy rùa đường nè, anh ấy rùa cá này. Ui, quá trời này, chú tịch. Chú tịch chứ lúc. Quá, ui, nó chạy, ui. Nè tao về luôn. Đâu thẳng luôn. Wow. Đúng là rùa rồi, cái tên đó. Đang rùa mà. Nói sao mà dễ nhiều à. Nhiều, giả mang luôn không? Nhiều quá. Nhiều quá mà không biết chọc con nào luôn. Ủa chạy đây luôn. Ủa chạy kia thôi. Đâu. xem rồi đúng là em rùa được lần cái quá em rùa lần thứ hai đâu anh em ơi. Bổ nhiều lắm mưa này nó ngập quá mưa mà đồng rộng á nước nhiều nó bay khoảng cách nó bay qua bên bờ bên này qua bờ kia nó xa là mình còn cơ hậu của mình dễ bắt nó hơn. Qua bờ bên anh lỡ chú gặp lỡ mang không trốn rồi hết trơn à. Trốn rồi. Chủ tịch. Đâu? Chạy bắt đầu rồi. Chạy tiêu đầu. Chạy vô hai mắt. Nó khôn quá. Ôi, xíu nó lụm đầu nó đâu. Tôi nghĩ là không có lần hai đâu anh. Không có lần hai đâu. Quá, thiết luôn. Ồ. Ủa trên này nhiều lắm. Nãy giờ đi quá trời luôn. Chưa chết, chưa chết. Chạy. Con gã đang ngủ sao? Đang ngủ sao? Gã chạy luôn rồi. Chủ tịch góp á. Chủ tịch góp ai. Cầm cây. Quẹo cây mất rồi. À, ok, cây quá. Thấy đi xem được không? Thấy cái cành cổ công à. Gã cây tiêu không? Thấy sao chủ tịch? Đừng cắp á. Đừng cắp. Đừng cắp. Chủ tịch một la luôn. Giấy một chút tè. Đừng cắp. Chủ tịch 10 điểm. Quay từ.
có cái bí rạc rồi. Bí rạc rồi. Cũng làm hai răng nanh nó. Còn răng nhọn. Giờ gái cài của người ta. Dạ. Chưa. Chưa chưa gái. Con xin được con xin. Có thẻo rồi. Bị thẻo. Bị keo không? Bị keo, keo giấy mới dính vậy. Cái dính nào? Keo dính nó mới dính. Cái giác đầu tiên chọt cái bị thương rồi sao? Bị thương anh chạy không nấu. Bị cấp. Rồi này mấy chỗ địch. Đó. Bình tĩnh. Đâu đây, đâu. Chó. Chính chưa? Anh này vô đây. Quá bình thường. Anh này vô đây. Quá bình thường. Sao nhân lại thất bại thì bây giờ. Sao vô đây. Vô đây. Quá nên cấp. Rồi bên lúc ta. Hiểu quay xa xa ra hiểu. Dạ em quay xa. Quá chủ tịch sao nên cấp ta. Mà hai có khi nào nãy chủ tịch phỉnh mình không ta. Nãy có phỉnh mình chủ tịch. Diễn cho hấp dẫn để, lúc đầu rồi khán giả che anh rồi cái lần sau cái hiểu không cái gì phải có nội dung kịch bản kia mới diễn kịp lắm. Thì ra nãy giờ anh còn biết chúng ta biết quá thường thấy đơn giản quá mà nhóc ra đây mừng thay thôi đâu đâu đụng giờ 92 này dính quá đi cao luôn. Mười điểm, 10 điểm. Đây là 11 điểm luôn. Đối sao? Giờ đối sao đi? Đối sao đi? Nhanh lên đối. Ấy giờ nãy giờ em vô nói lại đi. Phỉnh phỉnh chủ tịch đúng không? Sao? Nãy giờ chơi chủ tịch rồi, thôi con xin lỗi chủ tịch chứ. Vô con đang mập chứ. Bây giờ mới công nhận này, chính thức luôn này. Quá. Căng. Nó căng cái chạy méo luôn á. Nó hùng lắm. Đang ngó mà. Ủa, con này mập nè. Con đó mập nè. Đúng luôn. Thêm phải không? Đang cao đây. Đang cao. Có khi nào thêm lưỡi trong lùm á. Đâu. Ở đây quá nhiều. Quá nhiều ở đây. Khu chuột mà khu chuột ở mà khu chuột chúng ta phế một lần nữa mà bình thường thôi sợ quá đông ra luôn trời ơi thôi cổ nó dài mình sáng mà chiên cổ chiên cổ luôn mà cố tình là để cây nó quẹo á quẹo nó đầy lẻ lẻ đúng rồi đúng rồi chuột nó đâu biết đường nó ní đâu mình như năm cái tay mà nó không cần quá là cảm ơn tuyệt vời cây cổ nhiều quá cây cổ nhiều quá ổ xịn nói chú thích tên gì đó đi xịn á dính đâu ghim đất rồi đi bằng nghĩ sao em ăn rùa lại một lần thôi kẻ 4-5 lần rồi mà sao ăn rùa được của em dùng đây mà nước ngập bờ ngá đâu quá nói luôn đây là mình bác mình đang giúp cho người dân nè anh em ơi ổ đó chú tình chạy mất chạy mất chú tình bỏ nhiều lắm đây ta bù sợ nó một người phá thôi thành cạnh luôn sắp lúa luôn coi bể làm cái phi đào nữa nè nhưng chân nữa nhưng chân vậy anh cho cánh liễu gì ổ cánh liễu đi một xíu nữa dây hôm nay vô hàng rồi sao á vô hàng rồi hôm nay vô hàng rồi ủa em thấy nhiều không quá chừng nhiều luôn mà nó giống như có trem con mà phép được bao con bao lần đây mà nó lục á, cái loài mấy cái cây này nó đậu, đậu với chim lục, còn trùng này, đậu với chim đậu luôn. Ủa sao có cái chuột này phải nước nhiều không? Mấy nước chuột mà quá trời luôn, quá loạn phát ở ngoài ruộng nó chả.
chưa tới đây. Đừng bám trung hàng. Nhanh quá. Bao điệu quá. Đục đục lên cây luôn lên chưa tới. Đây cục lũi á. Nè nè chú tịch nè 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 nè. Từ từ từ. Đến nó chạy nó chạy này chú tịch. Hình như nó hầu như nó chỗ đây nha. Cùng hai tiêu rồi. Mình xuống này lại nè. Nước nhỏ quá này, nước còn nhỏ, nhỏ quá, mưa rồi mưa. Nước u à, cũng mưa không mát chạy quá. U, tụi nó có hai con chạy ta. Con hai có lại chạy đâu? Chú tết, chạy đâu? Chạy đâu? Uống không? Sao mà khéo quá? Khéo mấy hông? Đủ nhanh thì đó. Không con có nãy là anh không lụi á. Không lụi á. Lâu anh em đi quay clip sang bác này cho anh em xem. Có dặn buồn chung hàng. Buồn chung hàng. Phép cho nó một cái buồn chung hàng. Buồn hai một con luôn chứ. Quá chừng luôn. Mất mía cái đường này đâu. Lấy chi của em chở chuột về chứ. Đang chi mở anh xuống. Mở phá luôn. Có người văng á. Phá luôn. Trung hàng liền hay chứ không. Quá tài. Cái xe mà làm chỉ á lửa dài đã tầm 1 mét chứ. Phép cỡ nào cũng đúng rồi. Làm thêm má cây nữa nha. Con thử bờ này con. Cổ. Chạy liền. Chạy liền. Cổ quá. Cổ quá bắt được không? Bờ này tắm rồi. Tắm rồi bờ nhỏ quá. Cổ quá. Đuối liền. Qua bờ đi anh. Ê. Ui xe nó luôn. Xe nó đây đây đây. Xíu xíu nữa. Xíu xíu nữa lượm đâu. Qua bờ anh, qua bờ. Thấy chưa thấy không? Thấy không? Qua bờ anh. Bờ này là hứa nè. Lại đây nó còn nốt, nó còn nốt. Đuôi nó. Đi đi đi, con đi đây. Đuôi. Chung nên chung đi. Em thử rồi. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Đèn pin đấy, nghe đèn pin nha nè. Nghe đèn pin đó. Trời ơi. Anh em! Anh em! Vô đây! Vô đây! Vô đây! Xin chữ ký! Xin chữ ký! Xin chữ ký! Xin chữ ký! Quá liên cấp! Quá liên cấp! Quá bình thường! Trời ơi! Ui con này mập ghê á! Ui con này lúc mập luôn! Ôi! Ôi vậy! Chắc khách quài đặt hàng anh em ơi! Chỉ đang anh để bây giờ nó kén mang kìa! Quá bình thường. Không, đây là không quá bình thường được. Phéo gì không phéo. Đây quá đẹp cấp à. Ok. Anh em táo đang đi được quá lớn rồi em ơi. Cái gì đó, cái chùa còn phá rồi anh. Bảo kêu cầm nạn quá à. Dạ. Má chú mấy con mà. Dạ. Anh có mở lớp dạ thấy mi tiêu không anh? Cái đầu tiên cái dính cái chân xeo anh. Để lăn. Được nem mẹ con chuột á.
con ai con đứa xé rồi. Xé rồi. Dạ. Ui, giải rồi mà thành công rồi chứ. Quá thành công. Còn em biểu diễn cái từ xa nữa này. Nó nó gần quá, nó dễ quá. Em biểu diễn cái từ xa nữa. Giờ nó phải rồi. Nó qua bờ này này. Ui, con đi tới bự luôn. Con này thiệt bự luôn này, con này thiệt bự luôn này, con này thiệt bự đi. Ui, xé luôn. Mấy con luôn. Ui, có mấy con thiệt bự luôn. Nhiều quá, biết lượng nào. Trời ơi. Ui, vô hang mất tiêu rồi. Mới nhảy xuống anh. Còn đâu nó chỗ đấy thôi. Chỗ đấy này, chỗ đây này, nãy nó nhảy cái bịch xuống chỗ đây này. Chỗ đấy. Chỗ đèn cháy của em á. Chụp xuống đây, chụp được hai tay luôn. Đây 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 đây. Chính không? Sao chứ chính rồi sao nó không chạy rồi. Ồ. Sao đó đẹp. Cô em. Bỏ này không? Thấy tưởng luôn nó chật hiu. Sao ta? Lút lút thôi. Mời đến cho chú Tân. Đây. Có em đây cả. Ồ, cái gắt rồi. Ồ. Nhiều quá, đủ nấu nè, con chua rồi anh em ơi. Sao là đỉnh ta? Đỉnh ta. Đỉnh ta. Cái là ta. Phép một cái từ xa này. Mấy anh tưởng nhận hiu đó. Ủa anh kia bắt con mới có gắt luôn. Trời, nó được đánh nhỏ nhỏ. Còn anh xiên nhắn cỏ này. Thì lên phía này điện xíu nó về mấy chục bạn đâu. Dạ. Rồi trễ đâu. Đi sớm hoàng hoàng hơn 2 tiếng đồng hồ. 2-3 tiếng đồng hồ. Bờ mình dễ bét hơn nè. Nó thưa hơn. Bây giờ mình phát một con nó mới về đi. Sao mấy chú lịch? Một chuồng nó về nha. Một chuồng nó về anh. Ý là lỡ chặt là sao anh? Không, cái bắt được chừng nào được một con nữa thôi. Con nó về. Chừng nào bắt cho được à? Nó đi quá. Đi. Đâu. Rồi có ba quả tiêu. Để trước là đường mới về. Đâu đâu đâu. Tụi cái chèo bên kia. Thôi nhẹ nhẹ. Mình sao em tự đi nhé. Đâu đâu đâu. Đâu đâu đâu. Chung hai không? Chung hai không? Làm thế nào? Ui sợ. Dính đâu, dính đâu. Dính là đi về anh. Dính. Đó. Ai ta? Ai ta? Ai chạy? Ai chạy? Ai chạy? Quá mày thôi. Vẽ như không héo. Đây là đây là nó cho anh em mình về rồi. Quả đâu anh cắt gì? Mấy đứa thấy cây xiên qua lạ không? Lạ hả? Chắc bữa nào em cũng làm xiên, em xuống xiên. Không, cái này đi mình xiên có cũng ngon này. Đâu, mấy hôm nay mình rút quân đi. Rút quân. Bao nhiêu là đủ về anh em mình ăn phía rồi ấy. Được bán. Được rồi. Wow, anh em xem này. Đóng có đóng luôn. Mớ luôn rồi. Nào là bán nào là ép. Cua nó chứ. Cá. Cá nó chứ. Đâu bây giờ mấy anh em mình đi về nhà đi. Dạ. Đủ rồi. Đủ rồi, nhiêu đây đủ. Đủ bữa, đủ bữa. Sao bây giờ anh hỏi mấy đứa bả đứa này, bả thấy cái đèn này, cái đèn ở trên như bả. Bả thấy anh hôm nay cái mấy trai cái môn võ đây là có lại hại luôn. Có lại hả? Dạ. Anh cho anh 10 điểm luôn. Có em khi nào giờ anh cháu anh em không? Sao? Bây giờ cháu giờ sao này sức sức chiều cái bà chỉ là thấy anh ngại quá. Anh có đi học lớp nào không? Anh lúc trước em biết anh ninja mà bên Nhật không? Thiên nhân. Cuối cùng, thiên nhân cuối cùng. Thiên nhân thứ 12 á. Không, thiên nhân cuối cùng luôn. Thiên nhân cuối cùng. Anh là người cuối. Bây giờ nếu anh không truyền cho ai nữa đâu, coi coi như môn võ phải thất truyền. Không, nãy giờ em em rồi, em em rồi. Em nào đâu, nãy giờ em đâu.
thấy là hại không? Lạ, to mất mấy cái đầu cuối đi mà lạ nha. Đâu, bây giờ mấy em mình sẽ đi về nhà mình nấu ăn khuya đây. Bây giờ mấy cái đặc muốn làm món gì đây? Nướng anh, giờ có nướng chấm ớt ngon nhất không? Hay làm hai món xào sớt với nước. Dạ, dạ, dạ cũng được. Dạ. Ok không? Ok. Okay. Nhiều mà. Nhiều làm hai món luôn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi về nhà và sẽ lên phương án nha anh em. Hôm nay là quá thành công rồi. Thành công luôn nha. Mấy em chú tên hiểu chú hiểu về mấy được con lại mấy em thấy của em thấy không? Ok ok thấy chưa? Giới thiệu đúng đúng chút không? Mấy em quá đi mấy em đưa tên hiểu cho cà phê rồi anh em ơi. Nên đừng đi về tôi đừng đi về được một chú nữa anh em ơi. Rồi để anh em mình quay xa xa rồi chứ không mấy chú YouTube là phạt nữa. Kén hiểu chó ngáp ra rồi á còn là kén hiểu ấy đây em đi xuống đây nghĩa cái báo phải lấy còn kén đi đó đó cho tiền hiệu cũng góp ấy hiểu đĩa ăn luôn. Ok ok đĩa ăn đi nhưng vô nó kén á anh em điều trên đường về bắt bắt thêm được một con nữa nói qua ở đó tốn ăn gì. Ờ, tháo này anh em mình nó ấm rồi anh em ơi. Bởi thu quá anh. Quá nhiều rồi, đây là quá quá chất lượng rồi. Để bữa nào mà trời lục ngập đường cái mình đi quay cho anh em xem. Thôi chúng mình hiểu anh Quang nữa em. Cô là thà đâu. Đây Hiếu đây đây đây. Đây 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 đây. Đây đây. Đâu? Đây trong hai ba con luôn. Đó, trời ơi chạy quá. Ra vô trên. Cho cái đứa. Chú nào? Không chú. Anh chạy anh chọn còn một xíu là... đây đây không chỗ gáp phải rùi này coi chỗ gáp phải rùi dạ không dạ rồi đó phía đây này anh em đi đường về xem thử kiếm đem được con nào nữa không đây hiểu đây 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 hiểu đây 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 như nào không ủa đây không trước đi quá tài không hiểu quá tài luôn thì anh em mượn nhỏ quá bên đây nhỏ quá đây hiểu đây rùi vậy đấy hồi xuống lưng bao con luôn từ giờ bé ba không quá hấp quá em không thấy con nào hết quá trời luôn còn nhiều quá đây 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 trời ơi nhiều quá mới chọn con nào buồn trên đây này buồn nó chạy buồn nó chạy quá trời buồn nhiều chứ nhiều ghê á. Đây hiểu. Ô nó lâu rồi. Buồn nhiều lắm anh em ơi. Ô không hiểu vậy. Quá nhiều. Đây mà chờ trời mà nó ngập lên. Nước mà ngập lên cái đường cái này không. Nước ngập lên lấy bàn tay xuống. Anh em lấy xe của em chở về luôn nha. Thôi. Đúng rồi thấy chưa? Anh em mình đi ra ngay chỗ cái đập nước này nước có lớn xem được có chú quá chép nào đây cái đập nước này anh em ơi ù nước lớn ù luôn này ra đâm bát thử có con chú tiểu nào anh em phao lên đây không à anh em cho nó một xiên sáng lên này người ta bắt được mấy con mình cũng bắt được một con hai con một con nhỏ mình thở đó mà nè chậm chậm rồi thủ có tép này thường lên nó nèm đấy mấy em nèm chỗ nó trẻ chết người dẫn nước nó nèm người dẫn nước rồi đây trẻ xóa hết kỹ có chú nào mấy chú nèm này nó phờ này lên nó ngược nước nó nèm nó chép đi ngược nước đó thôi về anh em ơi không có đâu khi nước nó bạn này nó lên dễ lên hơn nè
đây cái chém nó háng nước rồi nè, quê mình mưa hôm nay nước lớn rồi, được không? Chết liền. Sao chưa thành? Bỏ đèn cấp. Bữa nào anh mua làm thêm cái dĩa nữa nha. Chứ mùa mưa mình để mình đi xem có, xem ếch, xem rừng hiêu, xem chuột. Sao định thấy không? Qua đây cắm. Anh mà ngày xưa mà cái phim chiến tranh đường nào ngày xưa anh chưa nổi với bè hôm mà anh như bây giờ là người ta mướn đám phim phim cổ trang rồi. Quá sợ. Bây giờ mới đây mình sẽ tiến hành mình úp gia vị nha anh em. Ui chuột à. Em lấy nhìn cái đuôi à. Ui bé ú luôn. Quá chật cơm nào nó mập ú. Dạ ra chuột mập á. Ăn bao nhiêu mình ăn chắc không hết luôn rồi. Quá nhiều luôn anh em ơi. Một bữa vô ở đậm luôn rồi. Má nãy về về mình bắt thêm được một hai con nữa. Nó muốn cho về sao? Muốn cho về. Má nó quay mình hết pin nghe thâu, mình không quay luôn. Ê kiểu không định. Quay kiểu à. Nào là ếch, nào là thành phố là chủ. Biết gì rắn cá. Làm gì có cảnh này. Sắp có được. Nào, ếch đồ mình nước mò đi. Ếch lương cá lát mình nước mò đi. Gia vị nha anh em. Ớt, sả, củ hành. Mình sẽ nêm hạt nêm cà non. Nêm mình cứ nấu ăn quen là mình nêm dừa tay luôn. Muối. Một ít đường nào, quê mình thì ít ăn đường. Bột ngọt và cuối cùng là nước mắm nhĩ nha anh em. Nhĩ của mình này, anh em là có nhu cầu mua những sản phẩm mắm, mắm nhĩ, mắm độc, mắm cá cơm, nước mắm mực rồi mực tim thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. Mình sẽ là người trực tiếp lên đơn cho anh em cứ vô cái Zalo của mình 0937 686 179, anh em cứ không cần kết bạn hay là gọi điện thoại mình đâu, anh em cứ vô Zalo đó của mình để lại số điện thoại, địa chỉ cụ thể và anh em cần mua những sản phẩm gì thì mình sẽ là người lên đơn cho anh em. Anh em hỏi nay mình nướng rồi mình xào rau rem, là bữa nay mình xào sớt đi cô em, mình phải đấu món nha. Bây giờ chưa nướng hả? Chưa nướng hả? Chưa. Vậy mình để một ít cho mình nướng đi. Dạ. Một nửa nó. Cả... mình hấp rồi mình xào rau rem rồi chưa nướng hả? Ok ok, xin lỗi nha mấy chủ tịch. Lại xin lỗi nha chủ tịch. Sao thấy ý kiểu không? Ồ thịt nó anh em. Ôi. Không, trong thời gian mình đợi cái chuột nó thấm thì lên dĩ chủ tịch. Lên dĩ luôn anh. Cho vô tem đi. Cho vô tem dễ trở. Cho vô tem cho nó nhanh chín dễ trở. Hàng ếch nhưng mà lương, ui lương anh em thấy lương vàng mặc áo luôn. Còn sống không phải đâu, nó kiểu vậy á. Gặp lửa, mua lửa, siết cái gì. Cái này mình sao ăn uống đạm bạc chứ ta. Đúng là quê không sợ chết đói. Đi sao nữa? Định em thấy về quê thấy lâu lâu về quê thấy sướng không? Quá sướng rồi. Không sợ chết đói. Sợ tôm tị thiếu tiền gì đâu, sợ thiếu đồ ăn đâu. Ở quê là như chỉ sợ là làm miếng thôi. Chứ làm xiên thì thật sự là không bao giờ đói, đều tiền bạc thì không có nhiều chứ đói thì khó mà đói được lắm anh em. Đây mình làm xiên là có mồi. Mồi bén không anh. Ôi à. Mua cũng ra. Em thấy mấy cái đuôi chuột à. Đã. Cục nào có ếch cục thịt không. Ôi. Thứ nào mà chịu nấu. Bây giờ cái đây mình nướng, mình chín cái mình thưởng thức cái này trước. Xem cái mình đợi cái thịt chuột nó thấm. Dạ. Cái mình lên món tiếp theo. Này anh thấy không? Ở quê mình đơn giản không? Chén. Anh em mình đi bắt tầm cỡ 2 tiếng rưỡi thì tầm 2 tiếng rưỡi được bao nhiêu đây? Sau ra anh em mình bắt gọi là dụng cụ hai tô sơ với anh em mình chơi công nghệ cao thì mình nghĩ là xi tải của em kéo xuống chở phần xi. Không, công nghệ thô sơ nhưng mà vui à. Vui đúng không?
quá đẳng cấp. Không, nói thiệt anh em là trong đó là hai con mình phân lụi á, không phải hai con mình phân lụi là nó dính anh em ơi. Ở trong lùm cổ mấy con này. Con đầu tiên mình phém dính ngay bằng chân nó luôn. Con đầu tiên mà cái bằng chân nó chút xíu như chiếc đũa ăn cơm mà mình phém dính ngay bằng chân là anh em biết như thế nào rồi. Ăn rùa cỡ nào rồi. Không, số chết á. Ủa anh em thấy đã không? Tưởng đâu rùa ai rồi, không ai rùa. Sao rùa được em, rùa thì cái... nhưng mà rùa. Rùa thì chỉ con một con hai chứ làm cái anh em bé con thì sao mà rùa được. Ồ, đã quá nè mày. Không còn gì để nói nữa. Mấy cái đùi ếch nó tập gym này. Đúng rồi. Quá chất lượng luôn. Chân nó. Cờ bác không à. Cờ bác cuộn cuộn mà. Muối nào là muối đó luôn. Ok ăn bảo. Quá ổn nghe. Quá ổn nghe luôn chứ sao mà ổn nghe được. Bây giờ cái món này của anh em mình đã chín rồi nè. Ui à. Thơm. Anh em mình sẽ đổ lên cái lá chuối đây luôn chứ không cần mà dĩ gì vậy. Không cần dĩa đâu. Ui à. Ui. Đó. Anh em xem đây. Ếch này anh em ơi, hai con ếch đồng. Hai con rắn đồng. Ba con lép đồng. Một con lươn đồng. Anh em mình sẽ bonus thêm một chén mua ớt nữa thì hết bộ bài rồi. Đâu, bây giờ mấy em dùng đi. Còn món quá trời mà ngại ngùng gì đâu. Dùng đi anh em ơi. Đùi ếch. Đùi ếch luôn đây. Ui à. Ếch nó thật nguyên hơn. Ui, cờ bác xem cuồn cuồn. Còn em coi miếng thịt ráng nè. Em có xương nè. Dứt đi anh em, ráng đi mọi xương vậy em. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời anh em. Hùng. Nó ngọt ngọt mà thơm nhá. Em ăn ngang đi. Em xíu ngang á. Ừ. Ráng chỉ ăn ráng à. Đó. Ê xúc mía. À. Ăn như xúc mía em hiểu không? Đã luôn. Đó. Đấy nè em thấy bắp khoai. Thịt nó dài. Đã không? Đó, mình sẽ chấm em này. Ê đúng dài. Mở cái này lớn. Tại củ tỏi á. Ừ. Mời cả nhà đây. Cô tỏi. Quá ngon này mày. Theo định. Dạ quá ngon. Này là đu rắn lưu điêu á. Đu rắn lưu điêu. Ừ. Trời mưa xé lạnh nữa. Ăn dai. Ăn đầu nướng. Ngon ngon. Bảo. Quá tuyệt vời luôn. Em ăn con rắn nước mới thịt mới nhiều mới đỏ nè. Đây định. Mời cái miếng nước nha. Đó. Chỉ cho ăn này. Đó. Anh làm xuống miếng này hả? Đó. Em cắn ngang ngay này. À, đó. Cảm ơn. Được vậy đó. Bao ngọt luôn. Sao? Ở thành phố làm có gì chị đây đâu mà. Làm có. Không có cảnh như vậy không? Ừ, rất ngọt luôn. Có nước to thiệt nhiều. Nhiều, nó dài nữa. Dài nữa, ngọt nữa, dài nữa. Thơm nữa. Ô nhiều em mà. Quá không nhiều. Anh cũng muốn là anh bán cũng bắt luôn. Ừ, giống nghề nha bên em. Mấy con dưới nước không giờ xảy được không mà. Đặt anh vô lòng luôn. Không, bữa nay xảy con lươn kia mà bữa nay mình nước nó hơi độc quá. Vô anh bước cái chân lên biết đây nha. Vô chuột chạy á. Ừ, vô chuột. Bắt hồn luôn. Bắt hồn nãy con bảo liều chứ, bắt con chuột luôn. Bảo liều mạng. Đấy ngon định. Đây, anh cho miếng lươn này. Bảo à, miếng lương lương đồng này đây quen dạ. Này đó ồ nén quá mời em để cho chủ tịch hiệu con ếch dư khúc rán gì dư khúc lương đó mời anh làm miếng đó hồng rán nước ăn đúng đỉnh luôn anh em thích ăn nước à nước ăn đúng đỉnh luôn mời anh em ếch mới dài. Ừ. À, món này là mình khai quỷ nào còn một quà này không cái gì à đúng 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 bữa nào mình làm thêm là xuống mình dứt tiếp dạ. Dài ngày là mình thèm nước nó lớn ngập đường là xuống mình lụm lụm luôn không cần khém luôn lên ngủ gì để bữa nữa người ta sợ là bét không được rồi không sợ phải tầm có hơn tháng nữa tháng mấy nữa mà mình canh phải bét như vậy đúng không
mưa lớn mà cũng ít nước kìa. Mày bắt chuột đây là đỡ pha lúa đấy mày. Giúp dân mà. Đây mà để sợ phát và phá. Mà nè con chuột bao tử đó. Nguyên một chùm ấy như trứng lộn anh em, nó lòn tròn tròn như cái đầu con út nè. Chuột bao tử. Mà cái nhau nha, làm cũng cá. Con lươn à. Nó. Em xem cá lép à. Có nó chén. Ôi. Nó chén gì ạ? Em tin luôn. Đúng bà. Tại khi kia em vô ấm bụng. Trời mưa hay nhưng mà nãy mình về là mới bắt đầu mưa. Trời cũng thương nào mình. Nãy mình đi mà mưa chắc bác không được. Trời cũng thương mình. Mà sao đợt này chuột nó nấp đâu hết rồi. Hình như nước cũng nhỏ quá. Nó chưa là khỏi hàng nhiều quá. Mưa 2-3 ngày nước lớn lắm mà dưới đáy không có nước đâu. Có bữa nào anh em mình đi bẫy quá trời luôn. Ngọt. Đúng bà. Rồi bây giờ mình sẽ để cô Hiệu vô làm ít phát để anh em mình ra chuẩn bị cái món kia là miếng nhân vật chính anh em ơi. Món này mới chờ đợi. Nướng và mình xào sớt. Đỉnh. Quá đỉnh luôn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành mình nướng tiết chuột nha anh em. Đây là nhân vật chính. Nhân vật chính này. Lúc nãy giờ 30 phút thấm rồi. Thấm rồi. Còn cái này mình để mình chút mình xào. Ui thơm quá anh em ơi. Chất lượng. Đúng bài luôn. Giờ bắt đầu bắt thơm lên nha. Bắt đầu thơm rồi anh em ơi. Cỡ đây thì hết sức cái đằng này à. Đây mình làm một nhậu y bà luôn. Sao còn làm nhậu nói nữa em. Hết bia. Hết bia luôn. Rồi trở lên coi thử nha quay. Ui à. Giờ bắt đầu thấm 3 mùi gia vị thôi. Chuột nó mập u anh em ơi. Nước này bắt đầu mở ra nè. Đây nước này chín ngon, nó méo mà. Quất. Mình dứt chuột nướng xem mình mới làm cái món kia. Dạ. Hay mình làm cùng một lúc luôn, thôi làm cùng một lúc luôn đi. Làm cùng lúc đi. Bây giờ món chuột thì cũng gần chín rồi anh em ơi. Quá là thơm. Thơm. Wow. Em xem nè. Bằng không? Đây bằng đêm ánh sáng nó hơi chói nên anh em không có thấy độ hấp dẫn của nó, chứ bằng ngày thì bao phê luôn anh em ơi. Đó. Anh em xem ra mắt tao chép rồi nó phải gian chứ không phải vậy đâu nha. Do đây mình không có tiền mình mua bếp khò, với bếp khò là anh xếp cả rồi nó phật lửa góp đấy. Đâu để anh lớn lửa đây của em, lớn lửa mát lửa luôn. Đó anh em mình món này thì đúng một bài luôn. Thấm gia vị. Mình xào đây, mình xào kiểu mình xào lan anh em. Xào cho nước cho cái nước nó khô lại luôn, cho nó xanh lại cái thịt chuột lại anh em mình lụm là vừa. Sao đỉnh? Thấy mấy món này là tuyệt hảo không? Quá tuyệt vời luôn. Ôi cái món của em này. Bắt đầu vàng à. Vàng. Ui vàng anh em ơi. Quá đã luôn. Này vai thường xuyên trở. Cẩn thận nha em. Cẩn thận nha em. Này mình ngon. Cẩn thận gì không là nó chán lại là khổ luôn á. Lấy nào hấp dẫn á. Ồ cái món này. Món này nó khô lại. Chính mà. Đúng rồi, chuột là má đỉnh anh em. Lúc trước mấy anh em mình cũng sợ mình ngại ngại. Đợt đây mình ăn thấy nó mạnh miệng ấy, mình quất má hỏi luôn. Tới luôn. Món này cũng hai món này món nào mà hứa hẹn đều rất là ngon. Ồ, món của em. Món của em chín là món anh chín luôn á. Dạ. Món của em tầm cái 5 phút nữa, nướng cho nó ráo miếng thịt nó mới ngon. Thịt chuột mình nướng nó mỡ vậy anh. Đúng rồi, chứ nó không ráo ăn nó nhanh ngán đấy. À giờ chưa ăn chuột nướng giờ thưởng thức. Hồi bữa mình má luộc lá chanh với mình xào rau rem mà đúng không? Dưới hấp cơm mà. Là bữa có làm thịt chuột rồi. Làm mấy lần rồi gì? Làm chuột 7-8 lạng con nghe gì? Chuột đây còn nhỏ này, chuột cắm nhum á. Chuột cắm nhum rồi bổ vô hấp cơm trời, ăn ngon đừng nói nữa. Ăn riêng luôn.
Làm như gà vậy á. Con làm như con trồng đàn nhé, to. Đã làm con. Con còn mình nấu gần 4 lon mà cạ xong. Cái mỡ, cái mỡ nó ra nó nhỏ xuống cái cơm mình nó ăn rất là ngon. Ồ, món của em bây giờ mỡ nó bắt đầu nó nhỏ xuống à. Dạ. Làm con nào cái bụng đạt mỡ luôn à. Ôi, món nào cũng ngon anh em ơi. Đó, ồ nó vàng. Giờ thơm. Hai món bây giờ bắp mùi lên thơm rồi. Ở đây mình quay ban đêm nó hay bị chói ánh sáng chứ không ban ngày. Nè, anh em thấy mới hấp dẫn. Anh em thấy mới hấp dẫn. Anh thay giày ra hấp dẫn rồi. Nhà nước xỉu luôn. Ôi à. Bây giờ đi đưa nhiều người nữa là biết thị trường nào, kia sếp cũng sếp sếp nồng. Sếp nồng. Quá ngon anh em ơi. Bây giờ tầm cỡ anh em 7 phút nữa là anh em mình sẽ lên thưởng thức món chuột nướng và chuột xào lan nha anh em. Rồi món chuột của em thì đã chín và vàng và bắt đầu ráo rồi, cô em anh nghĩ là được rồi á. Rồi bây giờ ta lượt món anh thì anh nghĩ là cũng ta xem này, bây giờ nó sang và ráo lại rồi. Dễ thật ơi Định. Ồ món này mà có tàu cầm nén mày. Trời món này mà có tàu cầm nén mình nghĩ là thích cơ của cầm trái anh. Quẹt như nước này. Thì bữa xe mình nấu nào cầm trái gì đâu. Không, bây giờ mấy anh em mình sẽ lên thưởng thức hai món này, thì chuột nướng và chuột xào lan này anh em ơi, quá đỡ luôn. Bây giờ trẻ hung là bây giờ anh em mình làm phát là về mình ngủ là ngon luôn á. Ấm bụng luôn á. Ấm bụng. Dở ra quen. Dở xe bên kia qua một xíu em. Thôi để mình để trên này luôn. Để này luôn đi. Để này không dám. Ôi. Bây giờ mình review món nướng trước này. Để mình ghép ra cho nó lịch sự đây. Nhiều anh em quở mình á. Làm món nướng đây. Dạ. Cái dùng đồ nướng rồi mà anh em phải ăn nóng. Chứ mình ăn nguội thì nó mất ngon. Ôi giời. Đêm nay lại khó ngủ à. Rồi anh em mình dùng đi. Định bảo. Dạ. Của em. À, mình dùng một con riêng trước đây. Mời anh em nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Nhưng mà chuột nướng quá chín nha. Vàng. Mời cả nhà. Ừ, gia vị vừa ăn luôn á. Thấm vừa ăn luôn. Ồ. Đồ ngọt của con chuột rất ngọt. Rồi nó vàng, mình nướng nó vàng. Ví dụ con chuột đang rồi. Dạ. Cho lên. Nó mềm, nó ngon. Chương giòn mình nướng phần mỡ nó nhỏ xuống. Đúng rồi, rám thịt à. Trước Định ăn chuột là làm món gì em ăn ở bên đây hả? Không, em ăn hiệu á. À. Quay à, lâu chưa? Lâu, hồi nhỏ. Nhỏ mà sao mà có vị được. Giờ em cũng quay hết rồi, giờ mới ăn lại nè, mới biết lại vị nè. Thịt chuột cũng ngọt kia á. Ngọt mà mềm á. Không sao. Mình nướng ăn quá ngon, ngon. Rám thịt nó hết mỡ. Quá ngon nè. Ui à. Anh em xem. Cái phần xương sườn đang rất là ngon anh em ơi. Cái phần xương sườn đó. Đang ngon, nó giòn tan nè. Quá đỉnh luôn. Để mình review món thịt chuột xào ấy. Mời cả nhà luôn nha. Ui. Bóc khoai. Để úp lầu thấm vô vị quá ngon rồi. Đây mà ăn cơm á. Bà nghĩ có bắt cầm lắm. Thấm vô nhưng thịt nó ngọt ghê. Cơm là ăn hết không cơm. Xương nó mềm luôn. Giang nhưng ăn xương luôn à. Ồ, thì bây giờ này có bắt cơm đi. Dạ. Giờ cũng 10 giờ mấy 11 giờ rồi anh em. Rồi có bắt cơm không? Làm nó về ngủ. Quá tuyệt vời, hai món này quá tuyệt vời. Ủa, hai món này cho 9 điểm. 9 điểm luôn hả bảo? Dạ. 10 điểm, 9 điểm. Ừ. Chẳng như 10 kiện với 1 điểm... Phép nguy tiêu. Phép nguy tiêu.
Bảo phải cho chú tập thì không thấm lâu, mình để lâu thấm ngọt ngọt ngon. Đây này, quốc phần đùi nữa. Ui bốc khói đã. Mời anh em nha. Mời nha. Không đại không anh? Có chắc luôn. Chưa nó giòn rồi á. Giòn không? Dạ. Đang đánh cắp luôn. Đó vậy vừa thấm vừa ăn luôn. Ông mình chứ anh em mình ăn mà em thì cuộn. Em hồi giờ em chưa thấy luôn, thấy nó ăn đồ ăn á. Ông ở mình bề hôm là có người ăn. Mà bữa nay người ta đủ chắc rồi, người ta chê thịt chuột. Bây giờ mấy anh em mình ăn tạp mình lụm thịt chuột luôn. Nhiều người muốn có đồng không có ăn á. Quá ngon. Làm tới đi của em. Làm tới đi Bảo ơi, làm tới định ơi. Món nào cũng ngon. Rồi cả nhà nha. Nước cũng ngon, món xào cũng ngon. Đây phiêu quá anh em mình không có rau rác gì, anh em thông cảm nha. Đây mình xào rau rang như bữa em ngon. Rau rang bữa xào đỉnh không? Dạ. Quá ngon. Béo. Anh nghĩ ngon thì cỡ. Ngon hả chứ anh? Ngon hơn nhiều luôn anh. Nhưng mà con thịt này bèn không bèn cơm nhầm bữa mình ăn mà má bữa kén vô làm như hơn miếng thịt em sao mà em phân bì với thịt ngò với ngỗng em nó mùi ngon không là bữa lần đầu tiên anh em thịt chuột luôn nghiền tới giờ luôn yên như vậy bữa đó sợ luôn bữa nghe kìa chuột hấp cơm vô sợ không mở hồi em chưa đi làm với anh á như các thịt chuột là em sợ đấy sợ dạ không dám ăn luôn chuột đây là mình bỏ bớt mỡ chứ cái phần bụng nó mỡ nhiều lắm mỡ nhiều quá mình ăn ngán như bữa mình hấp á mỡ nhiều quá ăn không nấu mà đúng là chuột mỡ mà nó đi đồng mà đồng như nó nằm đầu nhau đâu đúng không ngon quá làm phát nữa chứ mình cũng không có nói nhiều nữa anh em ơi ngon quá chấm mùi ớt mời cả nhà nha. Ui rất là ngon luôn. Đây nếu có cơm anh làm cũng được hai chén. Cái em làm tàu á, tầm em méo quá ngon. Nếu có chén nước rồi nè, cái này ăn cơm hộp này. Dạ. Nó thấm như vậy á. Hầm dưới nãy mà nếu ăn cơm thì xài nước chút nữa anh. Tràn với cơm không? Nhiều ghê đó. Quá trời. Đóng thật luôn, làm cục luôn. Làm cục thật luôn. Ui, đã. Để em chạy về em bá tô cơm đi. Tôi bụng quá. Món này mình thấy ăn cơm hộp này. Để mình chào nè, khán giả gái rồi anh cơm anh Như ở nhà còn bao nhiêu mà bán rồi anh em mình làm người làm miếng. Dạ. Ok. Rồi anh em ơi, hôm nay mấy anh em mình với con cố định ở Sài Gòn về anh em cũng lâu lâu thì mình chuột nên cũng rủ mấy anh em làm chuyến đi sang bắt đêm. Nói chung hôm nay cũng tương đối là thành công là được một ít chuột rán lương ếch nói chung là tứ đối tượng mà có đồ đồng á sau đó bữa nay bốn năm món luôn anh em món anh. Quá bộ thu luôn anh đánh cấp rồi anh em ơi chắc bây giờ mấy anh em mình xin phép dừng clip tại đây. Mọi người yêu quý mấy anh em thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh, còn mọi người có nhu cầu mua những sản phẩm mình để ủng hộ thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. Bây giờ mấy anh em mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Chào anh em. Chào cả nhà.